Xin chào anh em nha. Trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Em xin review cái con máy nổ Isuki nha anh em, ba máy. Đây. Con này còn rất là đẹp nha anh em nha. Ốc tán là 7 màu. Còn 7 màu hết. Đây, cái bu ly nó mà còn cỡ này. Ốc bô nó là bô lửa nó là ốc nó tán nó chưa cháy nữa nha anh em. Đây. Đều như vậy luôn à. Bánh đà đồ màu đồng đồ đẹp. Đây. Nước đồ. Con này là E393 nha anh em. Thông số của nó là 0.3928 lít nha anh em. Con này có tắt điện nha anh em. Rồi, sơ lược vậy rồi em test nổ cho anh em xem ha. Ga nó đây anh em. Rồi. Đây tắt điện anh em. Anh em thông cảm nha, trên khô em không dám chạy lâu nha anh em. Dạ. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em. Công ty Đức Tùng ạ. Rồi, em xin cảm ơn anh em ạ.